thì chuyển trang login thì chuyển sang register này, hai ô input, có hai ô input này. Nếu là admin thì nếu username bạn admin thì chuyển sang trang home. Ở register có một nút chuyển sang login và hai ô input. Ok. Rồi. Anh em đợi chút em. Thì bài này là chủ yếu luyện tập về cái router. Thì một thư viện ở trong anh em nhớ cái thằng thư viện mà như anh buổi trước như anh đã chỉ cho mọi người là cái thư viện về router, thì anh em nhớ là thư viện gì không? Có những thư viện nào anh em nhớ không? No kinh. Đây, giao diện thì như này thôi. React Router Dom, đúng rồi. Thư viện đấy thì sẽ dùng để điều hướng kiểu mọi người muốn chuyển trang. Hồi trước lớn hồi trước bài router, trước khi mà học bài router mà để mà chuyển trang các thứ thì anh em làm nó sẽ rất mất khá là khó khăn. Nếu mà muốn chuyển trang các thứ thì React Router nó sẽ cho anh em việc chuyển trang trong React một cách dễ dàng. Thì chúng ta sẽ sử dụng React Router DOM anh em. À, nếu mà mong có cái React Router DOM này thì nó sẽ đâu đấy nó có cái kiểu anh em làm create kiểu tạo mới này, sau đấy thì là anh em làm xóa sửa, nghĩa là các cái mỗi cái một trang được ấy. À, nếu mà như kia nếu mà làm kiểu ban đầu thì mọi người sẽ gộp hết một trang thì nó sẽ bị rất là nhiều code và nó đọc nó bị lằng nhằng ấy. Thì mình tách ra, mình sử dụng cái router để mình kết nối chúng nó lại với nhau thì nó sẽ tiện lợi hơn nhé. Rồi, mình đi xóa mấy file linh tinh tí cho nó gọn gọn lại. App này, app này, index này, no world, xóa hết. Ủa, em xóa luôn cái app mà CSS à? Dạ. Em xóa luôn cái app CSS à? Không, em để CSS làm gì đâu, em chưa làm À vậy hả? CSS. CSS thật ra là có nhiều cách để import đó. Nhưng mà thường ấy, nếu mà làm chuẩn ấy, thì ít khi mà ai họ vứt vào cái thằng cái SRC lắm. Kiểu bị lẫn code ấy. Có thể tách hẳn ra một file riêng, tách hẳn ra public Ok, hiểu rồi. này. Thì nó gọn hơn. Trick mode này. Ok. Còn gì không? Em đi em start nhé. Rồi, thì khả năng là đúng đấy, không còn cái gì đâu, không còn liên quan cái nào bị lỗi đâu. Thế bây giờ mình sẽ đi tạo ra ba combo lần trước trước khi mà mình bắt tay vào làm. Thì ở đây yêu cầu tạo ra ba combo lần với login, register và home.
thì mình có thể tạo hẳn một folder ra luôn, new folder chỉ chứa các component này. Đấy. Trong đây thì mình có thể tạo ra ba component là login này, login.js anh em nhé, login.js. Rồi à, tiếp theo là register.js này, thêm một cái nữa là home này, home.js. Rồi thì mình đi viết ra ba cái file này. Thực ra mình có thể copy thẳng cái file app này đưa nó vô, sửa đi, login này, login này, chỗ này chỉ là tạo có một lần thôi nhá, không có gì nó quá xa lạ cả anh em ạ. Register, rồi load cái home. Home này, home à, ở trong cái home này thì mình sẽ chỉ đơn giản là mình có một cái H1 nè, H1 này. Hello C03. Register thì mình sẽ có hai ô input đúng không? Thì mình sẽ thêm cái H1 vào đầu tiên này, là để báo hiệu đây là một trang register. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ thực hiện có hai ô input. Hai ô input. Hai tag này, collect holder này, thì mình sẽ cho là username. Rồi nốt cái thằng này là password. Ok thì mình có thể copy load thằng này sang bên login này, sửa đây thành login này. Ok rồi. Thì thường ấy là họ sẽ viết cái cấu hình các cái router, nghĩa là điều hướng đi đâu ấy, thường là sẽ ở cái trang trang app này anh em nhé, thường là cái trang app này. Thế thì trong trang app này nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên, đấy, anh em sẽ đầu tiên anh em phải cài thư viện này, cái này thì không thể thiếu rồi. Mình sẽ phải thực hiện là sử dụng MME React Router DOM nhé, Router DOM. React Router DOM. Rồi, sau khi cài xong thì để mà cái router của mình nó chạy được thì anh em sẽ phải bọc thêm bên ngoài cùng thế này, bọc cái app này của mình vào, để anh em cứ hiểu lúc nào là để mà hoạt động được cái router thì mình sẽ phải thực hiện là bọc cái này bằng cái là browser router này. Browser. Browser router này. Này. Ok, tiếp theo thì sau đấy anh em sẽ vào cái tra app, anh em thực hiện là để mà mình quy định là cái router của mình nó chạy được thì anh em sẽ có thể quy định nó nằm trong một cái có tên là router S anh em nhé. Router. Nhưng mà hình như là thêm S thì phải. Thêm S. Sửa lại cái import một chút. Có một số anh em nó không nhảy ra luôn đâu. Đấy. Ví dụ của mình nó không nhảy ra luôn thì mình tự viết được thôi. Tiếp theo thì mình muốn là khi mà mình vào là sược không sược cái gì thì nó sẽ nhảy vào cái trang là trang login đúng không? Như ở đây như anh đã bảo này, yêu cầu này, khi mà mình không để sược nào đấy, thì nó sẽ là trang login, thì anh em sẽ để router như này. Đấy, element sẽ bằng anh em truyền một cái gì vào? À đây. Anh em truyền cái gì vào? Anh em sẽ truyền cái component mà anh em muốn hiển thị.
tương ứng với cái đường dẫn minimum này. Ở đây thì anh em để là cái gì ta? Login. Đấy. Login. Đấy. Ok. Thì tiếp theo thì nó sẽ để quy định cái đường dẫn thì anh em viết cái gì vào đây anh em nhỉ? Viết cái gì vào đây? Quy định đường dẫn. Element là cái mà mình muốn hiển thị ra khi mà vào router đấy. Thế vậy thì mình đang thiếu cái gì? Thiếu gì? Đúng rồi, mình đang thiếu cái path thì mình sẽ thêm cái path vào nhá. Thì nó mới biết là mình đang quy định cho cái nào. Đây, mình để path như này. Thì đấy, ngay khi mà anh em chạy ra thì đây nó đã nhảy được vào trang login rồi. Ok. Tương tự như vậy, mọi người cấu hình với các ông như kiểu register home thì cũng tương tự. Register. Thì nó là cái này đổi qua một lần đi. Đấy, thật ra là mình thấy là cái router ở trong ở mọi người, nếu mà mọi người làm các cái kiểu framework khác nhé, thì các cái này ấy, nó sẽ cấu hình nó lằng nhằng hơn nhiều. Còn bên trong React thì mọi người sử dụng cái React Router Dome này, thật ra nó khá là dễ nhé. Đấy, mọi người nhìn này, chỉ tương ứng với path thì nó sẽ thực hiện là có với combo lần tương ứng. Thì cái mà anh em chú ý thì anh em sẽ cần phải là để ý cái đoạn đây này, bọc cái browser này. Sau đấy thì mai sau anh em nếu mà làm chuẩn ấy thêm nữa ấy, thì mọi người còn tách ra nhiều cái hơn, ví dụ như là product này, thì trong đấy nó lại có nhiều cái như kiểu create này, trang add này, trang edit này, rồi là đủ các trang. Thì làm sao đấy để mình chỉ thay một phần thôi, chỉ thay một phần của trang web, còn các cái như kiểu lab 3, các cái như kiểu site 3 là những thằng nào chung thì mình có thể thay đi thay lại được, thì cái đấy nó lằng nhằng hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên thì đi sang một lần nhằng đấy thì mình cứ tìm hiểu phần này đã. Thì đây mình có để là trang login thôi. Đấy. À, nhầm 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 đây là trang gì ta? Home, home, home. Đấy, thì đây nó là sửa home. Ok. Đấy, thế vậy thì bây giờ câu hỏi là sửa rỗng này như sao? Sửa rỗng này ra trả ra cái gì đâu, bởi vì là mình đã không có. Đây. Ok, tiếp theo thì bài toán của mình nó sẽ là cái gì đây? Đây, ở trang đây mình làm cái này trước đi. Có một nút chuyển sang trang login ở cái trang register đây, trang register của mình có một cái nút thì thường cái đấy nó là thẻ A button button đã. Register. Cái nút đấy có ý nghĩa như nào thì thật ra đây anh em nhìn luôn cái trang, ví dụ như Shopee đây đăng nhập nhá, mình ví dụ mình nhấn nó đăng nhập này. Đấy, thì thường nó sẽ có một cái trang, đây là nếu mà bạn chưa có mật khẩu này thì sẽ nhấn vào đăng ký này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm một cái nút cách nào đấy để mình thực hiện là thêm một cái thẻ, sẽ có một cái thẻ A là ở đây. Đấy, sau đấy thì nó sẽ có là đăng ký ngay register now. Thế thì bình thường để mà quy định đường dẫn ở trong cái HTML anh em sẽ sử dụng với từ khóa href. Vậy thì nếu mà sử dụng router thì mình có sử dụng href nữa hay không? Thì thứ nhất là mình không sử dụng thẻ A nữa, mà mình sẽ thay nó bằng một cái thẻ nằm trong React Router Dome có tên là thẻ link anh em nhé. Link đấy. Đây đây cũng là link luôn. Ok, tiếp theo thế thì cái ở trong đây thì anh em sẽ quy định, hồi trước anh em làm href thì bây giờ anh em sẽ để là to. Tại vì sao là như vậy, thì điểm khác nhau khi mà anh em sử dụng thẻ A nhé. Nếu mà anh em sử dụng thẻ A này, ví dụ đi thẻ A bình thường là ở đây có href đúng không, anh em để ý nhá, là mình ví dụ như mình sẽ sược login này, à sược nhầm rồi, nhầm bên sorry anh em nhé, nhầm bên bên này là bên register, bên này là bên login này, ở đâu có rồi mà ý là có mật khẩu thì chuyển sang cái trang login đúng không, bài yêu cầu là gì, ở register có một trang chuyển sang login đây, login nào nhé. Đấy, thì có phải mình để sược rỗng như này, ý là cái href của mình để sược rỗng như này thì mình sẽ nhảy được sang không, thì bây giờ thử xem nào. Đây, mình sẽ để là sược register nhé.
Mình nhấn này. Login now này. Đấy, nó nhảy được rồi. Nhưng cái vấn đề đang gì đang xảy ra? Anh em nhìn cái trên đây nhá. Cái trên đây này. Nó bị load lại trang. Nó bị load lại trang. Thì trong React thật ra là anh em hạn chế cái việc load trang thôi. Bởi vì React nó hỗ trợ theo kiểu là đây, nó có một file index thôi. Nó khá là giống cái module mà hồi trước anh nghĩ mình chỉ cho mọi người trong cái việc quản lý OP ấy, là mọi người đi thay các cái component ấy. À, không phải thay các component mà mọi người đi thay các cái HTML bằng JS nhé. Đây, thật ra cái cơ chế hoạt động của nó khá là giống. Thế thì cái việc load trang thì nó là hạn chế ở trong cái thằng 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 React, nghĩa là trường hợp nào mà mọi người nhất thiết cần thiết phải load trang thì anh em mới load trang. Còn trong cái trường hợp mà chuyển hướng như này chỉ là chuyển hướng sang trang thay cái component từ register tôi chuyển sang trang login thì anh em sử dụng cái thẻ của nó nhé, đấy chính là thẻ link. Chuyển nó sẽ giúp anh em cũng tương tự là nó sẽ nhảy sang, nhưng mà thay vì load trang thì thằng này nó không load trang và nó thực hiện đổi đổi React đi thôi, à nó đổi JS đi thôi. Anh em nhìn này, nhấn này. Đấy, nhìn khá là mượt mà, nhìn mượt mà rất nhiều nhé. Nếu mà cái giao diện của mọi người mà nó có nhiều cái thông tin hơn thì nó còn nhìn mượt nữa cơ. Đấy, anh em thấy không? Thì đây là xong cái bên dưới này. Tiếp theo ở trang login có một nút chuyển sang register nếu hai ô input nhập vào là ok. Đây, thì ở đây mình sẽ có là cái button đã. Button submit rồi. Thì bây giờ mình cần phải lấy được cái liên quan đến username với password để mình thực hiện là chuyển chuyển trang đúng không? Thế thì trước khi như vậy thì bây giờ anh em lại quay lại bài toán đấy, là mọi người sẽ cần phải tương tác với dữ liệu ở trong cái ô input này, nên là anh em sẽ thực hiện là tạo ra hai cái step là let Let này. Username phải set username bằng useState. Đấy, data ban đầu của mình để là rỗng thôi. Giờ đây mình sẽ để là value thì sẽ bằng username. Rồi, let password phải set password bằng useState. Này. Rồi, thì mình sẽ để cái value đây. Value sẽ bằng password này. Ok, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ cần phải một cái hàm để nó cả làm được cái hai chiều nhé, làm được hai chiều. Nghĩa là bây giờ mình nhập vào đây thì nó cũng xét ngược lại cho cái thằng này, data này nó có dữ liệu. Thì anh em vẫn làm quen, làm chán rồi, làm quen rồi. Thì đấy chính là, đây anh em viết một cái hàm. Một cái function let trên data. Get data đi. Get data. Đấy. Mọi người sẽ nhận vào một cái event này. Đấy. Rồi, sau đấy thì mọi người sẽ set trong trường hợp này có tách được hàm không, có ghi được một hàm không nhỉ? Đây nhá, thì mình thử để vào đây đi. Trong trường hợp là set username. À, thì cái thằng này sẽ phải để thêm cái name nữa thì mới biết được. Lên đây chính là username này. Lên đây là password này. Password này. À, ok, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ thực hiện thôi. Đầu tiên mình lấy ra cái lên của input sẽ bằng event.target. Chấm lên. Rồi, sau đó là let value thì sẽ bằng event.target.value.
Rồi sau đấy thì anh em set thôi, set set gì đây? Thế này thì phải làm một đối tượng thôi, tách hàm tách đi, nếu mà này phải làm một đối tượng cơ chứ mới đúng, gộp hàm nó hơi lằng nhằng tí. Đây là get data username đi nhầm nhá, có hai input rồi. Rồi get data username thì bây giờ mình sẽ đơn giản thôi, set username là event chấm target chấm value này, rồi sau đấy thì để đây one chain thôi, sẽ bằng get event vào. Ok. Gọi get data username truyền event vào. Rồi, nốt với cả cái thằng lab password thì mình có thể copy nó nhanh. Pwd này. Event.target.value thì là ngày sửa lại thành set password này. Tương tự thằng này bắn trên, đổi tên hàm các thứ đó, đây là get password này, event này. Rồi mình sẽ làm thêm một cái hàm xử lý là on click. Để nó on click vào, nó lấy data của hai ông này, nó kiểm tra nếu là admin thì mình mới chuyển trang đúng không, nếu là admin thì mình mới chuyển trang đúng không, thì mình sẽ tạo ra một cái thằng là let submit sẽ bằng, ở đây thì mình sẽ thực hiện là let console log ra thử xem là lấy ra được hai thằng là username và password là theo cái đã kia chưa. Được rồi thì mình mới tính tiếp. Test lại đã. Thì hiểu cái mũi tên này các bạn ạ. Rồi, thì mình sẽ bật inspect lên mình kiểm tra nhé. Đấy, thì trong đây mình sẽ nhập hai thằng là admin. Chưa chuyển trang đâu em nhé, mình mới đang thực hiện là làm trong cái trường hợp đây. Admin submit. Chưa thêm cái on click đúng không? Đây. On click này sẽ bằng submit. Xem nào. Lấy được admin rồi thì mình sẽ cần phải làm thêm một bước kiểm tra, ví dụ như nhập vào không may không phải admin thì sao? Thì mình cũng cho vào không, ở đây mình em sẽ cần phải đặt thêm một if else, à một cái if. Username bằng bằng admin này and, à nhầm, em thì phải dùng cái toán tự và, password sẽ bằng bằng admin. Thì làm gì? Dùng cái gì để chuyển trang em? Trong trường hợp này thì dùng cái gì để chuyển trang em, nhớ cái từ khóa đâu? Dùng cái gì anh em nhỉ? Dùng cái gì? Link, thẻ link ở đây thì không ổn rồi, đặt thẻ link ở đây không ổn, chẳng lẽ lại nhét cái thằng thẻ link bên ngoài thằng này không hay, không không hợp lý, bởi vì là chỉ cần là admin mà, chỉ là phải là admin thì nó mới vào được, còn không phải admin thì nó không cho vào. Anh em nhớ cái từ khóa gì anh em không nhớ à, không ai nhớ à, dễ nhớ mà, dùng gì anh em, dùng Navigate anh em nhá. Thì anh em sẽ phải cài cái Navigate vào constant Navigate, thật ra nó cũng là thằng Navigate này cũng là một cái thằng hook thôi, use step use Navigate sẽ bằng use Navigate à, đây use Navigate đấy, thấy không. Tiếp theo thì anh em sẽ thực hiện là dùng cái đây, anh em kéo được Navigate rồi, Navigate này nó cũng là một cái hàm, là một cái hàm để chuyển trang. Trong cái trường hợp mà mọi người sau khi mọi người xử lý một cái hàm đấy xong ấy thì anh em sẽ cần phải chuyển đi đâu đấy đúng không, chuyển sang một trang nào đấy, chuyển sang một component nào đấy, thì đây nó chính là cái Navigate, nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chuyển trang. Thì bây giờ sau khi thực hiện là kiểm tra nó là admin xong thì tôi thực hiện là Navigate sang cái trang là sửa home, thì ở trong trang home thì mình có thể đổi đi đấy là sửa lại thành là welcome admin chẳng hạn. Admin. Ok, thì thử xem. Trong trường hợp mình nhập sai đi,
nhập sai là ABC. ABC. Nhấn submit. Đấy, thì nó chẳng làm gì cả. Đấy, thì thật ra là anh em có thể làm thêm một cái bước đấy là nếu mà nó nhập sai thì anh em có thể eo là sai một tài khoản hoặc mật khẩu. Đấy, trong trường hợp này else alert username password withdraw. Nào thử lại xem nào. ABC ABC submit. Đấy. Thì bây giờ trường hợp mình nhập đúng đi để chuyển sang xem được không? Admin này, admin này. Submit. Welcome admin. Vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà như anh đã giao. Ở đây mình đã chữa cho anh em. Thì dừng lại một chút, anh em có câu hỏi nào không? Anh em có câu hỏi nào không? Đây, bài đây, bài đầy đủ đây. Alo. Ok. Rồi, thì nhiệm vụ tiếp theo thì như anh giao cái gì? Như anh được nhỉ? Như anh có giao nhiệm vụ tiếp theo của anh em là gì không? Thật ra cái này Navigate này anh em còn gì nữa? Còn cái liên quan đến bắt parameter là như nào? Ví dụ như là anh em mai sau ví dụ nhé, anh em có một cái product này. Anh em để là add product thôi. Add đi. Sau đó là edit chứ, edit. Edit thì anh em sẽ cần phải biết edit cái nào đúng không? Thì thường anh em để ý nhá là các cái trang edit ý, thì thường hay là trang hiển thị chi tiết một cái. Ví dụ anh em vào Facebook chẳng hạn, anh em nhấn vào cái trang cá nhân của anh em ấy, nó sẽ có thêm cái ID. Thế này, ví dụ như ID đây 4515. À, thì làm sao đấy để mình bắt được cái ID này từ cái đường dẫn cơ. Đấy. À, còn cách làm sao để bắt được cái ID này từ đường dẫn anh em nhé. À, từ cái đây này, ví dụ may sau đây này. Thì anh em có thể tìm hiểu chắc là hôm nay buổi hôm nay như anh sẽ chỉ cái đấy cho anh em đấy. Chỉ cái đấy, chỉ cái những cái liên quan đến bắt trên data trên đường dẫn đấy. Rồi, thế thì anh em tiếp tục tìm hiểu tiếp nha anh em nhé. Có câu hỏi nào hay là trong phần lúc tìm hiểu thì anh em cứ bảo đó. Unocation đúng rồi, sử dụng trong Unocation sử dụng Unocation đấy. Có rồi đúng không? Hay là như anh chỉ chưa? Hay là xem record trước thôi. Ấy là hôm qua chị có làm cái thằng này á, cái geolocation á, nhưng mà không có hiểu. Rồi cái geolocation này với lại cái parameter ha, cái para gì nó có giống nhau không? À đấy, thì em chỉ đó. Đây nhá, thì cái trang app này, ví dụ đi. Em có một cái router, em có thêm một cái component là edit chẳng hạn nhé. Trang gì đây? Trang trang info đây. Chẳng có gì hết. Một cái function import. Thì cái trang này nó sẽ hiểu nôm na là nó sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của một cái thực thể gì đấy nhá, ví dụ như là user hay các thứ gì hả chẳng hạn. Export function info đấy. Rồi ở đây để tạm là return ok. Ở đây thì mình sẽ để cái info này. So, info. Đấy. Thì thường ấy là đằng sau mọi người sẽ có một cái thông tin. Ví dụ như là localhost 3000 sượt info sượt 1000.
Hay là 1001 thì các cái đấy liên quan đến ID của người dùng hay là các cái liên quan đến ID chi tiết thì làm sao để mình bắt được cái đấy. Thì đây mọi người để sược tiếp. Đương nhiên anh em sẽ không thể nào anh em fix cứng nó như này rồi, bởi vì là fix cứng này thì mãi mãi mọi người bắt được như vậy thôi. Thì có cách đấy chính là anh em sẽ để sử dụng quay ngoặc này, sau đó anh em chuyển chữ ID vào. Đúng ta, đúng ngoặc này không ta? Thử xem lại, thử search lại xem nhé. Get para React Rotterdam. À, sử dụng cái use, đây là hỏi chấm này, bắt hỏi chấm này. Còn cái mình muốn bắt cái sược trước thì sử dụng cái use param anh em nhé. Sử dụng use param thì nó quy định là dấu hai chấm chứ không phải là dấu ngoặc nhọn anh em ạ. Dấu hai chấm như này. Quên cú pháp tí thôi. Đấy. Tiếp theo thì bây giờ tôi cần phải biết là hiển thị thông tin của ông có ID như nào đây đúng không? Thì bây giờ anh em sẽ cần phải bắt được cái ID của ông đấy. Thế thì để mà bắt ID thì anh em nhìn cái key của mình nó đang là ID. Thì bản chất ý, thật ra là nó sẽ ghi như này. Constant param sẽ bằng use param. Đấy. Rồi. Sau đấy thì mọi người sẽ thử là mọi người sẽ lấy ra là let id sẽ bằng param.id nhé. Nghĩa là lấy ra cái id từ trong cái param mà mình nó ghét từ trong đây ra này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ thử lên là user 2 chấm truyền cái id của nó vào. Thì đây. Mình để h1 đi. ID. Rồi thử xem. Info not define. À, chưa import anh em ạ. Sao vẫn not define? Lạ. Thì bây giờ mình thử đi, mình thử sược đi. Mình sẽ để sược là in sược info đúng không? Sược info. Tạm thời không để cái gì xem. Thì nó không ra cái gì. Bây giờ mình sược thêm một cái nào. 4.300 này. 200 này. Thì thằng ba ram anh em cứ hiểu luôn là nó sẽ bắt bắt cái ra cái giá trị nằm sau cái dấu hai chấm này bằng cách là sử dụng use param. Thì có một cách anh em viết viết ngắn gọn hơn, cú pháp nó ngắn gọn hơn là anh em sẽ viết thẳng như này nhé. ID. Nghĩa là mọi người lấy ra cái data, lấy ra cái ID từ trong cái use param luôn. Thì anh em có thể viết như này. Use param. Đấy. Thì đây là cú pháp anh em viết ngắn gọn hơn. Rồi. Đấy. Tương tự luôn. 201 này. Thấy chưa? Ok, thì đây là cách sử dụng use param. Tiếp theo thì chị Ngọc có nhắc đến sử dụng một cái liên quan đến invocation đúng không? Invocation à? Invocation sử dụng trong trường hợp nào ta? Thử search đúng không? Use invocation. Okay, Dùng cũng là à rồi để xem cách nó truyền nhé, bây giờ biết cách lấy rồi xem thử cách nó truyền nhé. Cách nó truyền xem nào, khi thạc à, hiểu 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 rồi. Ok, trước tiên đi sang cái invocation thì cái use param này ok chưa nhỉ? Anh em nhỉ, chị Ngọc nhỉ? em để lại cái đầu tiên em viết đó để chị học trước đó. Cái đầu tiên cái view param á, Đấy. cái đầu tiên mà em À, cái đầu viết à. đó. Ý là em có giải thích nó bằng cái ID bằng cái gì đó, ý nó dễ hiểu hơn À, đúng đây. không? Ok, Cái em thằng này comment nó cái là destructuring thôi.
Để anh em comment cái này lại nha. Đúng rồi, con mình cái đó là Đây là cú pháp ghi kiểu restructuring thôi, phá cấu trúc thằng này ra, tương đương nhé, hai này tương đương nhau. Đó. Ok chị Ngọc. Ok. Rồi, tiếp theo đến unification nó khác gì nhá? Thật ra là hai thằng nó khác nhau đấy. Thằng này thì lấy data ở trên đây đúng không? Thằng ulocation thì nó sẽ lấy là cái khác cơ. Nó lấy bằng cách nào? Thì bây giờ đi, có một cái ví dụ như thế này. Bây giờ có một cái ví dụ như thế này. Trong trang login. Sau khi navigate, tôi muốn là trong cái trang home của mình, trong cái trang home của mình đây. Đấy. Trong trang home của tôi ấy, là tôi muốn là khi mà chuyển vào trang này, hello, tôi muốn là lấy ra ví dụ nhé, bây giờ cái tên này thì nó là người dùng nhập, nó hiện tại nó là admin, sau thì nó có thể là có nhiều người dùng khác đúng không? Thế thì khi mà navigate này, tôi muốn gửi kèm theo một cái đối tượng là cái kèm theo một cái đối tượng này username với cả cái một cái data gì đấy. Đấy, mình bắn đi thì có cách để mọi người thực hiện là bây giờ ví dụ nhé, mình sẽ thực hiện là gửi tạo một cái thằng xe data này. Data xe là sẽ bằng. Ở đây thì mình có thể để là username admin mà ID đi, ID là 3333. Bây giờ tôi muốn thực hiện là gửi cái Clavigate này, nó gửi kèm được cái data hay sao, thì mình sẽ thêm phẩy vào đây, mình gửi lại là data center. Thế thì bên đây, bên home, nghĩa là sau khi mình navigate đến thằng home thì tôi sẽ cần một cách nào đấy để tôi thực hiện, tôi lấy ra cái data center mà nó lấy đúng không? Thế thì có cách nào không? Bây giờ mình sẽ sử dụng constant location bằng you location. Sau đó mình thử console.log ra location này em nhé. Thử xem nào. À, đầu tiên là vào trang login này. À, login là không để cái gì. Đấy, sau đó mình sẽ thực hiện là bật inspect lên để lát nữa chuyển hướng xem là cái unification của mình đang log ra cái gì anh em nhé. Thì ở đây mình sẽ để là admin này, nhập vào cũng là admin này. Nhấn submit này. Đây. Đâu nhỉ? Cái đối tượng đấy nó gửi cái gì ta? Nhưng mình đang gửi sai. Đây. Trang này trong máy điểm mà. Để mình xem cách gửi nhé. Cách gửi như mình đang không đúng. Là unocation.pathname. Ok, là lấy được pathname rồi. Ok. Đây này. Unification này. À, hình như là phải đặt là không phải là là như này. Mà anh em sẽ phải gửi như này. Step 2 chấm data sender. Thử lại xem. Admin này. Admin này. Nhấn submit này.
Đây. Tại vì sao mà cái trường hợp vừa nãy mình lại không gửi được? Bởi vì cái trường hợp vừa nãy mình đặt nó data center và mình không có một cái tên gì cả. Đây là cách để mọi người đưa cái dữ liệu mà mọi người muốn gửi đi, thì mọi người sẽ đặt nó vào trong cái thuộc tính step, hoặc đó là vứt vào như này. Nghĩa là mọi người vứt vào một đối tượng có cái chữ step như này thì nó sẽ gửi kèm cái unlocation này, nó sẽ lấy được. Đây, mọi người nhìn trong cái unlocation của mình đã có cái step này. Thế bây giờ mình sẽ thực hiện là in ra đâu, mình thử lấy đâu constant ở bên gì receive sẽ bảo ở bên gì sẽ bằng location này chấm step. Rồi ở đây thì mình có thể để welcome mở nhọn ra. Ở đây mình thử truyền là không phải này nhé, link ở đây thì mình sẽ để này obj thử lốc obj ra đã, xem cho anh em đúng đã. Ở đây tạm thời cứ điền một cái chuỗi giống vào console.log obj. Đấy thì anh em nhìn này, nó đã lấy được cái này rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ in ra thôi. obj.name gạch ngang obj.id. Đấy. Thì đây, đây là cách để hiển thị lên. Welcome. Rồi, gửi lại này. Admin này. Admin. Rồi. Đấy. Thì thằng tổng hợp lại, cái thằng unlocation này sẽ có ý nghĩa gì? Thì anh em cứ tưởng tượng cái unlocation là nó sẽ là một cái để mọi người lấy ra các cái thông tin với cái router này, với cái router tương ứng, và mọi người có thể sử dụng cái navigate để anh em truyền đi thôi. Đây cái việc mọi người sử dụng navigate này nhá, là mọi người đang làm thay đổi cái thông tin của cái đường đường dẫn là home, cái router là home. Và cái unlocation này anh em cứ hiểu nôm na là nó sẽ lấy ra tất cả thông tin mà cái đường dẫn nó đang sử dụng. Nên lý do tại sao mình in ra cái location nó lại ra những cái thông tin như thế này. Xem lại cái location đấy nha anh em nhé. Location này. Đấy, anh em nhìn này. Bao gồm hash này, key này. Đây, mấy cái này chủ yếu là anh em nó là của nó thôi. Cái search thì hiện tại mình đang không có cái gì. Cái step thì hiện tại là một cái đối tượng nằm trong cái đấy thì được này. Cái path lên nhìn tương ứng. Thì anh em cứ hiểu lúc nay cái location nó là cái đại diện cho một cách mọi người lấy ra các cái liên quan đến thông tin của cái đường dẫn tương ứng, của cái router tương ứng. Nó khác nhau với thằng ba đan nhé. Ba đan là để mọi người lấy cái hai chấm kìa, kiểu kiểu hai chấm kìa. Rồi dừng lại. Lại anh em có anh em ghi chép vô, có câu hỏi nào thì anh em cứ hỏi. Thì có cái bài mà chị làm về location đó. Ý là em giảng lại giúp chị không có hiểu nó sao nó ra vậy luôn Sao nó ra ra vậy là như nào nhỉ? Đâu? á, chị bỏ trên chat. Rồi. À đây, em tạo một cái component tên giống đi. Component này có tên là employee detail đúng không? Rồi. Function đây. Employ sẽ bằng OK, em làm nhé. Cái này thì đầu tiên cái đoạn này vẫn là lấy ra thông tin của đường dẫn này.
cái imploy này thì thật ra cái cú pháp của nó sẽ là viết, nếu mà viết tường minh ra nhé, nó sẽ là như thế này. Đấy là nếu mà let, đây em viết tường minh ra nhé. Đầu tiên nó lấy ra cái gì? Đầu tiên nó sẽ lấy ra như này. Đấy là constant. Lấy ra cái step, nghĩa là cái đối tượng mà chứa cái thông tin của cái thằng location này. Constant step sẽ bằng location.step này. Sau đấy nó lại khởi tạo một thằng employee sẽ bằng step. Nghĩa là trong đây sau khi mình lấy ra ấy, thì cái step thường nó sẽ có một cái đối tượng như này. Nó sẽ có một đối tượng kiểu kiểu như này. Employee. Đây mở viết rộng rộng một tí nhé. Đây. Đối tượng của nó sẽ có dạng như thế này. Đối tượng của cái step ấy, mà mình lấy ra nó sẽ dạng như này. Là employee. Bao gồm các thông tin như kiểu là đây, trong đây lại có một đối tượng con nữa. Đấy. ID. ID. Đấy, một được ha. Name là link. Đấy. Các thông tin bên dưới này. Age 25. Vậy. Đó, đấy, đấy là các thông tin. Thì đấy, mình muốn lấy ra cái, đây, mục tiêu của mình là lấy được ra cái đối tượng này. Thì nó trở thành là step.employee như này. Đấy. Còn cách truyền đi của nó thì nó tương tự như cách này. Nó tương tự như cách này nhé. Nó chỉ quan tâm đến cái truyền đi này. Đấy, thì nó có thể sử dụng Navigate để nó truyền thông tin đi như này. Thì bên đây thì cứ hiểu lúc nào là cái location nó là một cái để nhận thông tin thôi, là một cách để mình nhận được các thông tin thông qua cái thuộc tính step của thằng location, thông qua thuộc tính step. Đấy. Thấy chị thì chắc chắc là cái cú pháp này thì chị nhìn nó hơi lạ một tí thôi nhưng Ok rồi em. ok. Chắc là để coi quay lại cái thằng còn thời gian không? Ý là em còn thời gian không thì Rồi, chị cứ nói đi. Chị cứ nói. em quay lại cái thằng param gì đó. Use param không nhỉ? Đâu nhỉ? À đây. Đây 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 chị. đây. Ừ. Cái thằng location để chị định hình cơ, cái thằng param mình là nó lấy ra cái ID Ừ, thì là ở đây này, chọn ở đây này. Đâu, để tắt đi, tắt gọi. Đây, info này. Đấy, chị nhìn thấy gì? Thằng location làm sao bắt được cái này? Location nó không bắt được cái này đúng không? Bắt được cái sau hai chấm này không? chị chưa có hiểu là cái thằng info này là nó bắt cái ID này để làm cái gì ta. Ồ, thế mai sau chị tìm kiếm ví dụ nhé. Đấy, ví dụ thôi. Đây nhá, em vào trang này. Cá nhân này. Lạc thôi. Đây em vào một người bất kỳ đi. Chị nhìn thấy không? À, đây em vào cái của em nhìn nó số số nhìn đây nhá, có một đoạn nào đấy em sẽ cần phải lấy thông tin này, không thì làm sao chị biết phân biệt được là mình đang vào info của ông nào, mình đang vào cái ví dụ như đấy, xong giờ này mình đang làm sao biết được mình đang vào trang nào đấy, thì nó sẽ cần phải lấy cái thông tin này về đưa cho backend, backend sẽ lấy ra thông tin tương ứng để đưa lên giao diện. Thì đây chị hiểu lúc nào cái đấy là cái ID, cái này là cái ID này. Đấy. Rồi, ok. Ok. Để em quay lại cái code này. Info park. Đấy, đây. Đi. Lấy cái Thì đây là ID cái mẫu sau đấy đó nhé. là gì? Hai Ok. chấm. Xong real param. Xong param. Ok, hiểu rồi. Rồi. Rồi.
Rồi, cảm ơn em nhiều. Ok. Rồi, mọi người thời gian còn lại thì chắc tầm 20 phút nữa như anh vào thôi. Thì anh em tìm hiểu trước về cái outlet nhé. Cái outlet ở trong React Rotterdam anh em nhé. Anh em search tài liệu các thứ tiếng Việt chắc có đấy. Này, cái outlet. Rồi, gửi ít cho anh em nhé. Ok, để em gửi ý cho. Rồi em gửi ý đây nhé. Tạm dừng cái record này này. Tí như mọi người nhắc nhanh record này. Rồi em ơi, có một câu hỏi như thế này. Chúng ta xem lại cái phần router một tí. Phần app ấy. Phần app thì mình thiết kế nó như này thì rất là ok cho cái bài toán của mình cần làm rồi. Đúng không? Nhưng nếu nó phát sinh một cái trường hợp là ở trong trang home này đi. Thì với đường dẫn là gạch chéo home, gạch chéo order đi thì nó sẽ hiện cái khác. Ví dụ như này nhé. Xem cái ví dụ này dễ hơn này. Đây. Mọi người thấy là trang home nó như này, tức là thì trang home nó không thể nào chỉ có một cái chữ home như thế kia được anh em ạ, không thể nào mà nó chỉ có một cái chữ home duy nhất như này, nó rất là vô lý. Và trang home thì ở đây như anh có cái hình minh họa như này nhé, trang home nó sẽ có rất nhiều thành phần giống nhau với các đường dẫn khác nhau hay không nhé, thì nó vẫn có thành phần giống nhau như này nhé, đúng chưa? Đấy, và cái vấn đề ở chỗ ấy là nó lại chỉ thay một mình cái phần phần này thôi này. Ví dụ là đường dẫn gạch chéo home ấy thì nó sẽ vào trang chủ và nó hiện cái danh sách sản phẩm lên. Nhưng mà khi mà đường dẫn là gạch chéo home, gạch chéo order ấy thì nó hiện danh sách hóa đơn lên. Đúng không? Thế thì xử lý kiểu gì? Bởi vì bây giờ mọi người sẽ thấy là nó chỉ thay một phần nhỏ ở trong trang web thôi, nó không phải thay toàn bộ. Ví dụ là mọi người từ từ login này, đúng không? Từ login register mọi người chuyển qua nhau, sau đó chuyển qua home thì nó là thay toàn bộ ấy, thì rất đơn giản thôi. Là chúng ta sẽ chọn cái column nào hiển thị ở app là xong. Chúng ta thích cái nào hiển thị app thì chúng ta biết, thế là xong. Tuy nhiên, đến cái bài toán tiếp theo của chúng ta, cái này cũng được, mọi người sẽ thấy là gì? Chúng ta không thể nào xử lý được vấn đề đấy nữa. Đây, ví dụ này. Cái chéo admin này, cái chéo admin user, loại khác, cái chéo admin thường. Cái chéo admin thường sẽ hiện lead product, còn cái chéo admin user thì chúng ta hiện user. Đấy, thì chúng ta làm kiểu gì? À, thế là vấn đề em ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể là tạo hai cái page giống nhau. Chúng ta có một cái page tên là một cái component đấy tên là admin và một cái component tên là admin user để hiện cho hai trường hợp. Tuy nhiên cái việc làm như thế thì cái phần code của sidebar, tức là phần code của bên trái này, phần code của menu này nó quá là dài, nó lặp lại nhau quá không ổn, đúng không? Đấy, trong khi đó lead product ở đây, lead product ở đây có thể tận dụng được nhau nếu cần. Đấy. Thì rõ ràng là chúng ta không nên làm cái kiểu mà với một cái đường dẫn khác hẳn như thế này, đường dẫn mà nó kiểu này mà chúng ta lại tạo hẳn một cái mới thì nó quá bị vô lý anh em ạ. Thì giải pháp ở đây là gì? À, trước tiên đi, trước tiên như anh sẽ tạo cho mọi người một cái component đã, tên là product đi. Đây, đấy, khá là giống home thôi. Rồi, chúng ta sẽ hiện product ở đây nhá. Đây đấy, hỏi cái này. Product page đúng không? Hai rồi, Và đương nhiên là sẽ có một cái tên là order page nữa anh em ạ. Order. Rồi. Và sẽ đặt tên nó là order. Đấy.
Thế này đi, em tạo thêm hai công đường này nhé, nó khá là phụ rồi. Tạo đi không cần CS hay gì kinh khủng đó đâu anh em ạ. Chỉ đơn giản là nó chứa một cái thẻ hắc để chúng ta nhận diện thôi. Thế chúng ta đến với trường hợp đầu tiên đi. Cứ coi như là mình chưa biết gì về cái hướng xử lý sau. Bây giờ mình làm từng cái một nhé. Bây giờ mình muốn là đường dẫn cái chéo home thì nó hiện list product đi, đúng không? Thành phần còn lại mình chưa làm chưa nói nhé. Bây giờ mình sẽ vào home này. Mình lấy ra cái list product ở đây. Quên, nó là product không? Ví dụ như này. Đấy. Rồi. Chúng ta xem thử này. Ở đây nó hiện đây rồi, chuẩn rồi. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nó gạch chéo order như thế này ấy, thì nó đáng ra nó phải hiện cái order ở đây cơ, chứ nó không thể bị lỗi như này được anh em ạ. Lỗi này người ta bảo là cái đường dẫn của ông hiện tại ấy, đang chưa có trong danh sách router nên là tôi không xử lý được. Cái trường hợp này làm gì? À, trường hợp này phải nhận diện vấn đề trước anh em nhé. Vấn đề của chúng ta ấy, là chúng ta chỉ muốn thay một phần của trang home thôi. Chỉ thay một phần của trang home nhé. Chúng ta không muốn thay toàn bộ trang home. Nên là chúng ta không thể nào mà viết ở trong này được. Viết trong này nó không hiệu quả nhé. Viết trong này thì là viết viết kiểu như này. Xong rồi gạch chéo. Gạch chéo được. Thì nó không được anh em ạ. Thì nó không thể nào nhét hai con đường vào chỗ này được để hiện ra được. Không hợp lý. Thì giải pháp ở đây là gì? Chúng ta sẽ có một cái thứ gọi là outlet. Outlet nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết bài toán này. Nhìn lại bài toán một chút. Chúng ta cần thay một phần trong một component nhỏ, chứ không phải trong app. Chúng ta thay một phần trong một component. Thì chúng ta cần outlet để nó thay phần đấy và nó giữ lại toàn bộ phần còn lại. Ví dụ trong trường hợp này nhé. Trong trường hợp này ở home, nhưng anh sẽ muốn giữ cho homepage và giữ lại cái homepage chứ. Với HR chỉ thay phần outlet thôi. Thay phần product phải outlet. Như này là ok. Đấy là một thao tác. Thao thứ hai ở bên app chúng ta phải viết lại một tí. Chúng ta sẽ viết lồng vào trong cái thằng home đấy hai đường dẫn, à hai cruise. Một cái là có bạc trống. Đây thì nó sẽ hiện ra element. Cái gì ạ? Nó là product anh em ạ. Đấy, với đường dẫn trống mà thì chúng ta sẽ hiện product này. Trường hợp thứ hai thì nếu mà nó có thêm cái order thì nó sẽ hiện order. Đấy, thì chúng ta sẽ viết thêm. À, anh em lại. Rồi xem thử xem đúng nha. Phải chéo order nữa này. Đấy. Chuẩn rồi đúng không? Bây giờ quay lại home này. Chuẩn luôn. Thì anh em xem code một tí nhìn lại cái một chút nhé. Thứ nhất, khi mà chúng ta động đến outlet thì chúng ta sẽ hiểu là outlet sẽ giúp cho mình có thể chọn lọc cái phần muốn thay thế trong một cái component bất kỳ. Thay vì là như trước nhé, chúng ta sẽ phải thay toàn bộ cả cái component đấy bằng component khác. Thì bây giờ nó cho phép mình thay, nhưng mà thay chỉ một phần thôi. Đó. Thì chúng ta muốn thay phần nào, chúng ta để outlet vào đấy là ok. Và tiếp theo, chúng ta phải cấu hình lại router một chút, bởi vì là nó đang thay từng phần, đúng không? Đang thay từng phần, nên là chúng ta sẽ chỉ cần thay nó ở trong cái phần path của home thôi, chứ không phải thay bên ngoài nữa. Chúng ta viết như này là ok. Đấy. Tức là hai cái path này ấy, hai cái nó sẽ là con của thằng home, chứ không phải là ngang cấp với bọn home được anh em ạ. Đấy. Thì anh em có thể thử và đặt ra câu hỏi nếu cần. Có thể thử trước hoặc đặt câu hỏi trước tìm mọi người. Trong chat anh em nhé, nếu cần. Đấy, outlet là một phần nó gọi là đau đầu nhất của bọn này. Thì xin mời anh chị em cùng thử nghiệm. Tạo sẵn hai component product với order đi mọi người nhé. Nó sẽ giải quyết, nói chung là chẳng có gì, nó chỉ có hai đoạn tách thôi. Để em kéo nó xuống đây nhé.
Không có một anh em mà. Anh em đừng lại im như thế. Cho mình sang cho anh này. Anh Quân nó vừa đây mà ta. Ủa? Có một mọi người chứ. Xong chưa anh em ơi? Anh em gõ một nào. Thế thì xong nhé. Xong và anh em đã làm rồi. Đã biết nhiều hơn một chút thì làm gì tay ta. Ở đây cho anh em làm cái này đi. Có cái này là bài tập về nhà luôn, nhưng mà anh em mà đã biết rồi mình có thể tham khảo và làm trước cũng được. Đấy, bài tập đấy thì anh em nào đã biết rồi á thì có thể tham khảo và làm trước, còn không thì không sao anh em ạ. Không thì anh em cứ học từ từ thôi, không có đề gì cả nhá. Vậy bên này đi nào, anh em có vấn đề có lỗi lầm gì không nào? Anh em khác nhá, anh em khác mà quen rồi với giao từ với outlet rồi á thì đã có bài tập thêm thì anh em có thể làm trước. Ủa? Anh chị em khác có vấn đề gì mà giờ mới có ba người comment này? Lỗi lầm gì không anh em? Có bị lỗi rồi em ơi. Chị Ok, xin mời chị chia sẻ màn hình cho em như anh. Nói là chuyện nào bình thường. đâu á. Order Còn đăng web store đi. để bên hôm bên làm Phải gì áp, phải áp. Cái bạc bạc ở đâu từ hôm này phải order này. Thì bỏ mấy cái gạch chéo đằng trước mấy cái bạc của em xem nào. chém luôn hả? Vâng, chị bỏ hết gạch chéo. Anh chị thử lại em xem có đơn bị lỗi không. Chị bỏ hết cái chéo gì ấy. Chị thử cái order đi. Hết được chết luôn rồi Order. vậy.
Gạch chéo là một thứ không nên xuất hiện trong khai phá bản này, trừ cái gạch chéo trống. Ủa vậy vậy phía bên này thì hồi nãy nó không bị sao hết thì mình có nên bỏ không hay là cứ Bỏ hết để chị ạ. Bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. à, nên bỏ hết ha mấy À, thậm chí là cái trên bỏ được. Nói chung là cái này ở tầng 1 ấy, tức là ở cái tầng mà nó không lồng với nhau ấy, thì phải bán. Nhưng mà nếu mà lồng thì nó sẽ bị lỗi. Vâng. à, nếu mà có gì mình nên bỏ luôn đi ha để khỏi lộn. Vâng. Rồi cảm ơn. Hai lỗi không em. Cái hôm này nhá, cái kiểu hôm này mình nói chung là nó như nào này, nó như nào cho nó hợp lý như thế. Outlet nó chỉ đến thế thôi, nhưng mà nó cũng chỉ là giúp mình thay một phần của một component thay vì thay toàn bộ app nhé. Thì dùng như thế nào là việc của mình, nhưng mà dùng như thế nào thì phải do một người tùy chỉnh, và đa phần là chúng ta sẽ luyện nhiều. Chị Ngọc à, chị Ngọc thì chị xem màn hình đi, mặc dù cũng không hiểu sao mà chị để hết bản viết hoa. Em chưa chắc nhé, chị cứ xem trong code đi thì em sẽ dễ nhìn hơn nhá. Sao cái pháp viết hoa ok để coi đi Một là pháp viết hoa, không phải, thực ra pháp viết hoa nó không lỗi, nhưng mà cái chỗ mà router của bản order page ấy, cái dòng 27 của chị ấy, 27 27 part đó là product page của chị. oh ok Tìm gọi em ra. đâu cũng tìm được hai cái rồi bị vẫy một phát nữa anh nhanh lại. Rồi, chờ đợi xem nào. Autopass Autopass là sao nó vẫn chưa ra ta Cái chéo hôm của em đâu? Phải là gạch chéo chưa hôm xong mới đến bọn kia mà chị. Nó lồng vào nhau mà. còn Đúng rồi, xong gạch thêm cái đằng sau đi ạ. à còn cái hôm xong nó sạch product Vâng, ý nghĩa của nó kiểu là cái bọn hả này sẽ là con của hôm ấy, kiểu thế. Đó. rồi ok Ok. Quá à, tuyệt ok vời. rồi. Rồi thì nhá, bây giờ nhá, giờ em sẽ xây cho mọi người một cái layout cơ bản. Em có nên xây không? Gia đình cái này, cái phần này này đáng ra là một người phải làm được mới đúng. Cái phần này là CSS nhá. Em thì em đang kỳ vọng là em sẽ dựng được cho em cái khung này lên đã. Bây giờ nhá, em cho mọi người 15 phút, mọi người dựng cho em cái khung này lên ở trong home. Đúng không? 15 phút em cần một người dựng cho em cái khung như thế này ở trong home. File home.js đấy. Và gợi ý thêm một tí, đó là cái cách chúng ta dùng CSS ở trong này thế nào thì mọi người có thể xem file app này.
thì nó dùng CS bằng cách là dùng import cộng tên file CS là xong. Thì tương tự thế, cái kia mọi người cũng thể viết như vậy, tạo file home.cs sau thì import vào là xong. Nếu mà mọi người cần CS như thế, ok. Thì bây giờ 15 phút, 15 phút em sẽ cần mọi người dựng cho em được cái khung như thế này bằng CSS vào trang home. Thế thôi. Anh em xong thì em thể gửi đoạn code đấy lên đây, bao gồm HTML và CSS. Đúng đến 8 giờ 40 thì em sẽ chữa lại cái phần dựng khung này. Xin mời, xin mời. Cả phần này luôn anh em nhé. Mười lăm phút anh.
Đấy, thầy em hỏi gì lỗi thầy thầy.
Phim của sếp làm không được á. Đây đây đây, để em thử cho à. Đây nha anh em nhá. Tại hôm đúng không? Trời ơi. À ok rồi. Đang định chờ chứ. Còn báo hốt đây anh em ơi. Chứ nó không phải không chịu anh em ạ. Báo hốt nhé. Ok, em Trọng Huy hỏi ngược lại lúc 38 à, khó thế. Anh em ơi, ôn lại một tí ôn nhanh nhá. Cái này thì ôn lại một chút về này nào thôi. Bây giờ đi, thì chúng ta sẽ dựng logo banner. Thì ra thì chúng ta nên tách header các thứ mọi người ạ. Thì nó sẽ tốt hơn nhé. Nhưng mà em ưu tiên ôn lại sẽ trước nhé. Những tách thì thôi để mọi người nó trọn vẹn. Em sẽ có cái div này. Div này sẽ đặt là class header đi. Ví dụ thế. Hôm nay thì em sẽ có hai cái là logo banner. Thì hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ cái gì nữa thì mình vẫn để logo banner thôi. Chụp ảnh viết gì hết thì để logo banner là ok rồi. Còn đấy hiện chưa nhé. Chúng ta xem là nó hiện như nào. Châu C này. Nó không đúng cái form mình lắm. Đã ra phải dàn hàng ra. Và để nó dàn hàng ra thì anh em sẽ phải làm gì? Thì bước 1 thì chắc chắn là chúng ta phải có file CSS đã. Đoạn vật tính sau. Home.css. Rồi, thế thì chúng ta viết cái gì ở đây? Import là từ đã chết rồi. Import. Sao nó tự động gồm một kia vậy? Chán vậy. Import này. Home.css. Đấy. Rồi. Câu hỏi đặt ra.
Bây giờ chúng ta viết cái gì vào trong này để cho hai thằng này lên cùng hàng nhỉ? Logo banner sẽ lên cùng một dòng bây giờ thì làm cái gì? Phải làm gì anh em? Nào, thay vì anh em viết code anh em có thể đọc ở đấy luôn này. Nó sẽ làm cái gì để mà logo banner sẽ lên cùng một dòng như vậy như kia mà không phải là hai dòng như thế này? Lại thiếu gì rồi nhưng mà có khả năng là em có sai hoặc em đặt sai tên chăng? Import thấy chưa? Được rồi này. Được đấy. Display flex. Ok nhá, em đồng ý. Nhưng mà để flex ở logo banner hay để ở đâu? Để ở logo hay banner hay để ở đâu? Header chuẩn rồi. Mình em nhớ bài phết đấy. Tiếp chốc. Rồi chúng ta sẽ có chấm header. Và đương nhiên là mình sẽ làm cái việc cho chúng nó bay lên với nhau bằng display flex. Ok này. Xong nhé. Rồi, chỗ này thì mình có thể đi vào bên trong và mình chỉnh lại kích cỡ cho từng cái cũng được. Mình sẽ vào logo này. Chấm logo đúng không? Đấy. Nói chung là nhớ được ạ. Flex là tuyệt vời lắm rồi anh em ạ. Đấy. Còn lại thì chỉnh tay thôi. Chúng ta sẽ có một cái khá là hay ở đây. Không biết là nó có hoạt động chính xác ở trong này không. Để em thử nhé. Select 3. Rồi. Đã thế. Thế thì không đúng rồi. Để đặt cái quýt đã mọi người ạ. Không được. Không hợp lý. Bây giờ các bạn nhầm code của bên code em đang code rồi. Đặt width mà cho nó dễ anh. Width đi. 30% đi. Thử thằng dưới 70% xem nó tự khớp với nhau không nào. À. Từ từ nha. Quên đấy, không phải. Cái dưới là banner chứ đúng không? Ở đây rồi, thử lại xem nào. Ok, select 3 đi. Ai đây? Kim Ngọc xong rồi à? Tuyệt vời luôn. Đây anh em ơi, đúng như mong muốn đây rồi. Tuyệt vời không? Tại sao chỗ này em để flex mà em lại không để width nhé? Flex có nghĩa là gì nhé? Flex 1 và flex 4 là gì nhé? Flex 1 và flex 4 nó sẽ được hiểu là kiểu nó sẽ tự động co ấy mọi người. Tự động co lại theo tỷ lệ. Ví dụ nhé, thằng này co 1, co ra 1 thì thằng này co ra 4 chẳng hạn. Ví dụ là thằng này tăng lên 10 pixel so với tỷ lệ màn hình ấy, thì thằng này sẽ tăng lên 4 lần, tức là 40 pixel, tức là tỷ lệ chúng nó sẽ là 1:4. Ví dụ là trong cái width 100% thì nó sẽ tự chia tỷ lệ 1:4 cho chúng nó, và một thằng là 20 và một thằng là 80%, kiểu như vậy. Thì flex này cũng là một dạng dùng khá là hay. Nó giống kiểu tỷ lệ chia ra ấy, tổng là 100%, tỷ lệ của tôi và bạn là 1 và 4 ấy. Thì tôi bao nhiêu bạn bao nhiêu ấy. Đấy. Thì cái này có thể áp dụng được. Đây. Trong cái scene này. Và đương nhiên là chúng ta dựng cái khung nó lên nữa. Chị Ngọc thì chắc ok đấy. Một cái solid đi. Và có hết nhá. Đây, chúng ta xem chúng ta có gì. Ủa, to quá. 100 luôn. Đây, trông sẽ như này. Được chưa? Thì đây chính là header của mình. Và nó đang có logo banner. Phần tiếp theo thì chắc là chỉ có phần 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 này đau đầu này. Phần dưới này khá là giống logo banner luôn. Phần này là phần đau đầu hơn. Thì để xem là có ai làm kiểu gì nào. Chị Ngọc nào. Menu này. Home product. Order này. Rồi này. Là từ phần trăm hết à? Home product order. Được. Home product. Ok. Cũng là một giải pháp. Miễn nó hiện đúng rồi em nhé. Tiếp tục thì em như anh sẽ làm cái main như của chị Ngọc coi. Đó không phải là main anh em ạ. Nó mới có đây là menu thôi. Menu này thì chúng ta sẽ có mọi người sẽ thấy là nó chia làm hai loại. Một cái là bên trái, một cái bên phải. Home với product thì bên trái, order bên phải. Thì chúng ta không thể nào dùng cái kiểu mà một phát ăn cả được.
giống như kiểu là đẩy hết chúng nó vào flex xong rồi rất DeFi content được thì chắc chắn không được nhé. Được. Thế thì chỗ này em sẽ xử lý xong mọi người ạ. Có vấn đề ở đây nhé. Chúng ta không thể dùng Flex một cách đơn thuần là vứt chúng nó vào xong rồi rớt DeFi content hay gì đấy được cả. Bởi vì nó là có 3 phần tử, nó căn hơi lằng ngoằng. Không thể một cách luột ngà một phát ăn luôn được anh em ạ. Thế thì làm như thế nào? Thực ra thì nếu mà với em với trường hợp này á, thì em sẽ chia làm hai phần. Chia làm hai phần, một phần là bên trái, một phần là bên phải. Thì nó em sẽ làm như thế. Chỗ này anh em có thể tham khảo thử nhé. Menu trái đi. Đấy, và menu phải thì nó sẽ có hai phần như thế. Trong menu trái thì sẽ có một cái nick là home này. Cái đi là product này. Home. Product. Còn cái bên phải thì ở trong nó sẽ có một cái là gì à? Order đúng không? Thì em sẽ có một cái như thế order ví dụ này được chưa? Rồi thế thì bây giờ mình sẽ muốn chúng nó hiện là dàn ngang ra đúng không? Bây giờ đang như này đúng không? Thì mình cần nó dàn nó ngang ra này chấm gì chấm menu display flex và border một cái solid rồi đúng không? Cho một cái nữa là hết 50 page chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì nó sẽ home với product nó vẫn bị xuống dòng bởi vì nó hai cái div nhá. Nhưng mà cái order sẽ xếp ngang với hai cục đấy rồi, được chưa? Bây giờ mình muốn đẩy với mỗi thằng về một bên thì sao? Đẩy cái order sang bên phải. Bọn này vẫn ở bên trái thì mọi người sẽ dùng cái gì? Đẩy mỗi cái phần này left về một bên, phải về một bên và dùng đang dùng flex thì mọi người sẽ làm như nào? Anh chị em nhớ không nhỉ? Around à? Thử nhá. Justify content, between này. Nó có thật đấy hả? Anh em nghĩ đâu ra mấy từ lạ thế? Around xuất đi. Around không phải. Around không phải. Nó là between đấy. Đấy. Chuẩn chưa anh em? Đúng rồi luôn đúng không? Ok thì đã đẩy hai cục với hai bên rồi. Chi tiếp tục. Bây giờ mình lại làm tiếp cho thằng menu left cũng thế nữa. Menu left. Display place đấy thẳng hàng nhau rồi này ok đúng không rồi thế thì mình sẽ có thể đặt thêm nhé mình cái những cái thằng bên trong này sẽ nó khá giống nhau đúng không chỉ có điều là vị trí nó khác nhau thôi thì mình đã có các class xử lý vị trí rồi thì trong trường hợp này nó cái phần còn lại của nó ấy, lại giống nhau thì mình có thể xử lý chung bằng cách là em sẽ đặt ở đây thêm một class cho bọn này là menu item đấy, để xử lý chung cho ba thằng này bởi vì chúng nó giống nhau à. Em sẽ xử lý một lèo luôn và chúng ta xử lý như thế nào có lẽ đầu tiên thì em sẽ có border cho từng đứa vậy border một page solid okay. Đấy. Để padding đi chúng ta không để width được anh em ạ cỡ khác nhau thì để width nó sẽ không đẹp lắm thì để padding trên dưới thì không cần trái phải thì để 10 page xem nào xem nó như nào này tôi xin này tôi này nó lại khác nhỉ ok để thêm hết vào được mà hết 50 p rồi đấy đúng không ok đúng không nó đậm hơn kệ nó mọi người nhé tính sau nhé đậm hơn thì tí mình ẩn like đi là ok tiếp tục bây giờ nó phải vào giữa dòng chẳng hạn thì làm cái gì à cái chỗ này thì mọi người sẽ cần dùng like hết để đúng bằng hết là được thì nó sẽ vào giữa dòng nhé. Theo như này. Để cách chúng ta xử lý cái menu này.
Đâu nhỉ? Chỗ này em để phát đinh to lên một tí, 20 xem nào. Trông mở hơn nào. Ok hơn đấy nhỉ? Được đúng không? Đấy. Thì đó cách xử lý menu của như anh nhé. Tí đúng không ạ? Mọi người cứ ưu tiên làm được chưa nhá. Tại sao lại xử lý cách này ấy? Bởi vì khi em co vào thì chúng nó sẽ sắp xếp vẫn co vào đúng đúng thứ tự anh ạ. Nó không bị chèn ép gì nhau ấy, thì nó sẽ co vào đúng thứ tự thôi. Thì nói chung là một cách giải quyết nó gọi là thói quen thôi mọi người. Thì anh em có thể thử. Em tạm dừng ở chỗ menu một tí nhé, tầm 8 phút nữa. À, thầy ơi, em hỏi cái lỗi này với thầy. Alo. Vâng, em lúc tìm chạy cái app JS xong thì nó lên, nó bảo là không tìm thấy cái module. À, nó chia sẻ màn hình đi. Lên thì nó bị lỗi module này. Ok, thì em mở lại code đi. Code của Home ấy. Em sửa cái tên file CSS thành viết hoa ấy. Gì đấy? Ừ. Xong rồi em import lại xem này. Import ở trong file Home ấy. Em xóa, em đổi tên nó đi, trượt phải cho cái vector rename. Trượt phải vào tên file CSS ấy. Đấy, trượt phải cái vector tên. Đấy, rename. Cái chữ hoa, chữ đầu lên được. Thử xem. Nó vẫn bị à? Vâng. Nó không tìm thấy cái module mà vừa em đã import rồi. À, ok. Thế xem lại app đi, xem lại app xem Áp này. nào. App.cs. Có phải em vừa xóa một vài cái gì không? Hay là như này nhỉ? Comment cái đoạn không dùng. Tổng 20 nhé. Hai cái đều là element à? Tổng 20 ấy. Không rút ấy. Một cái là path chứ. Cái đằng sau là path chứ. À quên, cái đằng trước là path chứ. Đúng rồi. Để mình biết Component Mr. Phone outside of RC. Em đang để cái thư mục component của em nằm ngoài RC à? Em bê nó vào trong RC được. À, được rồi. Rồi, em cũng dậy.
lúc cái này mọi người nhá, phần cuối này có cái sai ba với cái phần nó thay đổi của mình ấy. Thì chúng ta xử lý thế nào? Dây nó khá là giống với code bình thường thôi, có điều là cái code outlet, cái outlet mọi người để đúng một cái chỗ mà cạnh sai ba là được. Ừ, ví dụ chấm mền đây thì mình sẽ có một cái đặt là sai ba và một cái đặt là gì được ta, content đi. Thì trong cái này sẽ chính là cái mà chứa phần outlet đấy, đấy là cách. Và cái này thì mình sẽ để size 3 vào đây, đấy thì nó sẽ trông như thế anh em ạ. Chà, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp, sẽ lại chỗ này một tí. Display place đó thì làm tương tự phần trên, chúng ta có chấm size 3 thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái gì nhỉ, place một đúng không, còn cần có ten thì mình sẽ đặt place 5 đi, 5 đến 6 tùy rồi 5 này. Chúng ta xem thử size 3 thì là content nhé. Chúng sẽ như này. Tại sao lệch thì lệch do bởi đây là hát, còn đây là thẻ bình thường anh em ạ. Lệch cho không gì cả. Thì bây giờ sẽ phanh lại một chút. Chỗ này thì đặt hết của bọn này đi. Ví dụ là tầm 600 pixel đây. Hết là 100%. Cho thêm tí border vào cho nó trọn vẹn. Chúng ta sẽ có một cái trang như này. Được chưa? Bây giờ mình thử sang order này. Để chờ order này. Đấy thì mọi người sẽ thấy nó đổi ở đây thôi. Được chưa? Bây giờ em xử lý thêm một tí nhé. Là bấm vào đâu? Bấm vào đây thì sẽ ra tương ứng nhé. Thêm một cái lookout ở chỗ cạnh order nhé. Sẽ thêm một cái lookout đi. Lookout đi. Đúng rồi. Menu right chưa có flex. Mình sẽ để cho xuống xuyên ra nhỉ. Rồi, sao lại bé tí này. Menu left, menu right. Phải. Để cho nó cùng flex này, chỉnh cho nó xin này. Thì lúc out mình sẽ làm lúc out trước nhé. Lúc out thì làm kiểu gì để nó quay về cái đường dẫn này. Nào. Làm thế nào? Bấm một cái mới bay về cái đường dẫn kia. Dùng thẻ gì được anh em? Thực ra tất cả bọn này đều dùng một thẻ, thẻ gì? Đúng rồi, thẻ link anh em ạ. Bọn này chúng ta chưa xử lý logic gì nên chúng ta cũng không cần đến cao sang phải dùng đến tận dùng đến tận cái thẻ đặc biệt là thẻ Navivate. Mình chỉ cần link thôi. Và trước làm lại chúng ta cần về trang chủ thì chúng ta sẽ thêm gạch chéo trắng là được. Đừng điền gì đằng sau nhé. Để trắng là ok, lock out này. Đấy, chuẩn chưa? Lock in này. Lock out này. Lock in này. Đó. Rồi, đến home với product này. Thì tương tự nhé. À, tương tự luôn anh em ạ. Home thì nó sẽ về đâu? Home thì nó sẽ về cái chéo home. Đúng không? Đấy, tương tự thế. Chúng ta đến với product. Chúng ta product với home giống nhau. Bỏ qua để nó order đi. Order thì sẽ gạch chéo home, gạch chéo order. Nếu thì biết như này, để thử này, home vẫn thế này, order này, home này, order này, lookout này. Rồi thì đây là xây dựng một cái khung tạm tạm anh em ạ, anh em fill ảnh thứ nhất vào thì nó sẽ đẹp hơn. Thì hôm nay thì giới thiệu một người outlet và cũng như là dựng cho mọi người khung với React thôi, chưa có nhiều kiến thức lắm. Dựng khung thì coi như là ôn lại CS một tí bộ tôi chỉ nhiều em thì anh em có thể tham khảo một chút. Bài tập về nhà là cái ảnh em vừa gửi lúc nãy luôn nhé. Thì anh em có thể tham khảo làm thử, nếu lỗi thì bảo em luôn ở đây.
Hôm nay chỉ luyện khung này thôi và học thêm áo lên là hết. Bài tập về nhà thì cũng quanh quẩn đấy. Thì em dự kiến chia sẻ luôn ấy, là dự kiến buổi này, buổi sau ấy, quên mất buổi sau. Buổi sau thì vẫn quanh quẩn với bài tập về router em ạ. Sẽ có hai bài, à đâu một, mỗi ngày một bài nữa. Tức là hai buổi tới chúng ta sẽ luyện router tiếp anh em. Chúng ta có khá nhiều thứ phải luyện về router cho nó luôn anh em. Em sẽ có ba bài, thì hôm nay đã giao một bài. Trong giờ hôm sau sẽ là một bài nữa, cuối giờ em chưa, sau hôm sau nữa cũng vậy. Được. Được thì em về nhà làm cho em về phần router này cho nó luôn là tốt rồi. Sau đấy, sau khi mọi người đã phần router luột rồi thì chúng ta sẽ quay lại sử dụng cái API student, chúng ta làm một cái luồng hoàn chỉnh của React. Đó, thì có thể làm cây được. Nhưng mà anh em có thể trải nghiệm xong rồi mọi người làm xong cái này dựa vào rồi thì có thể học được và về nhà nhớ làm bài tập anh. Ủa, như anh, hello. Lâu chị. Trong cái thằng cái deep mà order menu item á, ở trong cho tiếp tới là cái thẻ link thì ở đây nè, có nghĩa là cuối cái thẻ link, cái từ orders em có một cái dấu mốc á. À, cái đó là viết nhầm hay sao ta? Nào vậy? Cái đó đó, cái dấu mũi tên á, ở phía trước thằng orders. Trước thằng order á, cái này hả? Ờ, đúng rồi. Cái đó là cái gì? Đấy, nó là đóng của cái này mà chị, Con đây mà, đóng của Linh á hả? vâng đây nhá, chị nhìn lại nhá, em biết viết hẳn xuống dòng khác ấy. Như này mà được chưa, Ủa, cái đó là cái đóng của thằng nào ta? thẻ mở ở đây, thẻ link này chị, thẻ Ở mở phía của dưới nó link, có cái thẻ đóng Linh rồi mà. đây là thẻ đóng đúng không, thì Ờ. một cái thẻ đóng hoặc mở ấy, lúc nào nó có cái cặp lớn hơn nhỏ hơn này, thì cái này là nhỏ hơn này, cái này lớn À hơn của. à, rồi 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 rồi, hiểu hiểu hiểu. Ok, cảm ơn. Đây con rồi.
Buông thằng Ben á, có ba con rồi. Cái này thì nó là một đấy, thực ra đây là hai lần giao bài, trước thì làm cái này là hai lần giao bài thôi, còn thực ra nó là một cái bọn sai bài phải giống nhau đấy, cái sai bài của admin sẽ giống hệt nhau đấy. Làm nó khác đi liệu có được không thì được, có thể làm được như thế nhưng mà thôi anh em cứ làm giống hết nhau được, làm khác đi thì mình sẽ có một cái biến mà mình đặt ở đấy, nó đang hiện cái nào thì mình đặt cái đấy đi, kiểu in sâu ấy.
đang chọn student thì trong menu không hiện student nữa, kiểu thế thì mình có thể làm được. Nhưng mà bài này thì anh em cứ làm sai ba giống hạt nhau nhé, cho nó dễ làm. Mở lại cốt đi nhanh. Như anh ơi, các em demo lại cái web của em ấy, của chị sao nó không có nhảy vô cái thằng content Thế nó rồi, mọi chị ơi. không biết là nó bị sao ta. Đây. Order, đúng rồi. Của em sao nó mời. Chắc cái thằng outlet của chị nó bị sai rồi quá. Chị share Vâng. lên được không? Share lên cho em coi một chị nhé. Vâng, chị xem. Outlet à? Content đúng không? Ok, chị sang code. À, sang bên kia chị bấm lên sao? Sang web hả? Vâng, sang web chị bấm. Ok Không được. có ai. Order đúng không? Rồi em xem code đi. Code ở file app ấy. File app chị chưa sửa nữa. Chưa sửa. Để em bảo chị sai chỗ nào nhé. Chị Ok. cái pad không? Rồi. Cái pad của chị nhé. Nó là home home to này. Xong đến order page hoặc là product page đúng không? À, thì cái bên bên home kia ấy, thì chị cũng phải viết cái phần menu nó như vậy thì mới được. Tức là của em nó là home nhỏ này, gạch chéo order nhỏ s chẳng hạn. Thì của chị nó phải là home to này, gạch chéo order page to thì nó mới đúng của chị. Được thế. Cái chỗ bạc Là này cái nó sẽ, này đúng không? vâng, cái bạc đấy nó sẽ chính là cái mà chị phải viết vào trong cái phần tu ấy. Hôm sẹt hả? Không không không, cái phần đấy Không cơ, không. phần tu mà chị, cái phần này để nguyên nhé. Cái Tu. chị cần đó, là chị phải khớp cái này với lại cái phần bên home viết menu ấy, cái link ấy. Hôm. Vâng. Bây giờ chị vô hôm lại thử ha. Đúng rồi, thì chị sẽ nhìn Rồi. thấy cái link ấy, thì chị phải làm sao viết cái phần phần đấy, phần phải không phải có order kìa, nó phải khớp với lại cái bên app chị khai báo. Tức là chị viết home to này, xong đến order page to đấy, thì chị phải gạch home xong gạch order page to. Ồ, rồi order biết tao là cái thằng này hả em? Rồi đúng rồi, Vậy không không phải cái z đấy chị, ý là bên kia mà chị, bên kia viết cơ mà, cái bên menu của mình ấy, cái bên menu nhé, cái bên link ấy, cái bên ừ. home của chị ấy, phải viết giống bên này. Bên này này, cái bên file này phải viết giống bên file kia, từng nó phải file kia chị ạ. App với file home phải giống nhau hả? Nó phải tương ứng với nhau. Ví dụ như là bên kia chị khai báo là home to
thì tất cả cái thằng gạch home bên này đều phải là home to hết. Vậy Ok. thế. Còn nó order page thì là order page hết. Đó, kiểu thế. Ồ, để chị coi cái thằng order bên đây là cái gì? Bên đây order page, ok. Để Hay chữ coi order em S thì chị sửa là cái được. này. Order Sửa S. cái thằng nào? Đây, thằng này trước đúng không? Thằng này phải là Vâng. Vâng. hoa, viết hoa lên nè. Rồi cái thằng đó, cái thằng chữ chu này home và order page đúng không? Được không chưa? Chữ O viết hoa nhé. Ok rồi đấy. Chạy thử đi. Order page. Có khả năng chạy hoặc là lỗi. Có khả năng chạy hả? Chạy đi chị, chạy đi. Chạy được. Home nè, ok Ok. nè. Order nè, ồ. Đúng rồi đấy. Lock out, lock out này là cái gì ta? Lúc ao à? Lúc ao chị chưa biết CSS đúng rồi sao ấy. Nên là bị nhảy chỗ sang chỗ. Cái menu right chị để flex đi, flex Menu. flex đi. Menu right. Ok, để chị vô CSS. cái CSS Vâng. Menu right cho bạn đoạn bên trên một tí. đó. Thả menu right hả? Vâng, menu right. Menu Đấy. right thì chưa có làm luôn. Vâng, thì chị làm giống y hệt menu led này. Menu right. Ủa giống hệt menu left hả? Đúng chưa? Có flex không? Đi flex flex không? Đấy. Lúc nào thì sẽ nhảy ra cái form login đi chị. Được. Ok. Vâng. Rồi, rồi cảm ơn em. Nó còn mơ hồ quá, chắc phải để coi lại. Vâng, xem lại với lại làm thử lại cái bài em giao ấy, nói chung là nó giống y hệt bài này mà nó quả, tức là nó của bên admin ấy thì nó giống nhau chỉ chính là sao Ok, thì thay với đường dẫn ok. Rồi, cảm ơn em. mọi người nhé, chào anh chị em nhé. Chào mọi người, chào anh em.